Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế của Thanh Hóa cũng như Việt Nam đã có những thay đổi mạnh mẽ. Hai cuộc điều tra được tiến hành cùng thời điểm và kết quả điều tra sẽ được tích hợp để công bố. Việc thu thập thông tin chính xác để có số liệu sát thực về bức tranh kinh tế là rất cần thiết và quan trọng để đánh giá và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Tại thời điểm diễn ra cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017, công ty này mới chỉ thành lập được một thời gian ngắn. Tất cả số liệu cung cấp cho cơ quan thống kê khi ấy còn sơ sài. Hiện tại, công ty đã có những bước phát triển mạnh mẽ với tổng doanh thu năm 2020 đạt 23 tỷ đồng, sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đi 16 nước trên thế giới, tạo việc làm cho gần 60 công nhân lao động. Những thông tin này sẽ được công ty cung cấp đầy đủ cho cơ quan chức năng trong phiếu điều tra kinh tế năm 2021. Các doanh nghiệp chúng ta nên là khai báo về con người, về tài chính, về doanh thu, đấy, nó chính xác để làm sao để nhà nước và ta để cân đối, để xác minh những các cái doanh nghiệp và những cái doanh thu của doanh nghiệp và những cái doanh nghiệp tồn tại, những doanh nghiệp không tồn tại được. Trong đợt 1, các doanh nghiệp và hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội sẽ thực hiện cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Thông tin được thu thập chi tiết đến đơn vị cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của từng đơn vị địa phương ở cấp nhỏ nhất. Việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin đã tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức tham gia điều tra. Phiếu điều tra có đầy đủ các loại thông tin để tôi cùng cung cấp. Có thể làm được mọi lúc, mọi nơi, bất kỳ ở nơi đâu, chỉ cần có Internet là sẽ làm được. Trong cái cuộc điều tra lần này, ví dụ như có gì vướng mắc thì tôi chỉ cần gọi điện cho bên cơ quan quản lý thống kê, người ta sẽ hỗ trợ tôi và cũng không cần phải đến gặp trực tiếp. Cái hình thức điều tra này rất là phù hợp và nó giúp cho cái đơn vị thuận tiện trong cái việc kê khai và giúp cho cái cơ quan điều tra và cái đơn vị được kê khai tiết kiệm được cái thời gian. Để đảm bảo chất lượng tổng điều tra thì việc hợp tác của các đối tượng cung cấp thông tin là rất quan trọng. Thông tin đầu vào có chính xác mới tạo ra được nguồn dữ liệu chuẩn. Từ đó các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp, người dân có cơ sở dữ liệu xác thực để xây dựng các chiến lược cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hiệu quả. Các cái đối tượng điều tra là cần kê khai một cách số liệu một cách chính xác và đúng theo luật thống kê và đảm bảo theo cái yêu cầu của cuộc điều tra. Chúng tôi luôn luôn đồng hành hướng dẫn đối tượng điều tra kê khai một cách chính xác và kịp thời. Kết thúc cái đợt hoạch định kinh tế của nhà nước lần này á thì chúng tôi sẽ rất mong muốn là có một cái kết quả đó để từ cái kết quả đó để chúng tôi để hoạch định, để phát triển, để có định hướng cho công ty để phát triển cho nó làm sao nó bền vững. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ quan điều tra và sự phối hợp tích cực từ các đối tượng tham gia điều tra, dữ liệu thu thập từ cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 sẽ là nền tảng quan trọng phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo đúng mục tiêu, định hướng trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khiến các doanh nghiệp tại Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn. Trong lúc này, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, thì sự hỗ trợ thiết thực hiệu quả của nhà nước, chính quyền địa phương đang là rất cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp có thể duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ khi xảy ra dịch COVID-19, lĩnh vực sản xuất phân bón hữu cơ phải đối diện với nhiều khó khăn do giá nguyên liệu, vật tư đầu vào tăng, trong khi đầu ra sản phẩm nông nghiệp giảm mạnh nên thị trường tiêu thụ cũng giảm theo. Để duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động, doanh nghiệp đang tập trung cơ cấu lại sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp rất kỳ vọng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đặc biệt là nguồn vốn, rồi các chính sách ưu đãi nhà nước, ví dụ như là cái chương trình là ưu đãi về thuế hoặc là ưu đãi về lãi suất để chúng tôi có đủ cái nguồn lực để phát triển. Từ năm 2020 đến nay, Thanh Hóa đã có trên 1.300 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, đặc biệt về nguyên liệu đầu vào, nguồn vốn, thị trường tiêu thụ. Thực hiện các chính sách của chính phủ, tại Thanh Hóa, chỉ tính riêng năm 2020, đã có trên 3.000 đơn vị doanh nghiệp được gia hạn, miễn giảm tiền chậm nộp thuế, hơn 1.300 đơn vị được giảm lãi, gia hạn nợ ngân hàng. Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa,
Trên thực tế vẫn còn nhiều chính sách chưa đến được với doanh nghiệp. Năm 2021, doanh nghiệp cũng cần những chính sách hỗ trợ sát thực hơn để vượt qua khó khăn. Gói hỗ trợ lớn nhất của nhà nước không có nghĩa là nhà nước, chính phủ đem tiền ra để cho doanh nghiệp được, mà cái quan trọng nhất là tạo một cái đà phát triển cho doanh nghiệp. Ví dụ như là có thể là đẩy mạnh đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp phải hết sức có trách nhiệm, hết sức nhanh gọn, có được một môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp có được những cái điều kiện vượt khó. Năm 2021, Thanh Hóa xác định mục tiêu trọng tâm là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện tốt mục tiêu này, công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng. Do đó, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị bám sát các chính sách của Trung ương, tham mưu triển khai các chương trình hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Để quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2021 này, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Ngọc Lặc sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính, tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, phấn đấu tối thiểu 85% hồ sơ tiếp nhận giải quyết mức độ 3 và tối thiểu 75% hồ sơ tiếp nhận giải quyết mức độ 4. Cùng với đó, huyện sẽ khẩn trương giao kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư, hướng dẫn đôn đốc các chủ đầu tư quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, huyện Ngọc Lặc sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực cải tạo ao đầm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ nuôi trồng thủy sản mới. Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch nuôi trồng thủy sản đạt 19.500 ha. Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian cải tạo đầm, bãi triều, vệ sinh lồng bè cần thực hiện từ tháng 1 đến cuối tháng 3 năm 2021. Vùng nuôi thủy sản nước ngọt nội đồng kết thúc cải tạo trước tháng 2 năm 2021. Các địa phương tập trung hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản cải tạo nâng cấp bờ ao, đầm, bãi triều, vệ sinh lồng bè theo đúng quy trình kỹ thuật khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, có kế hoạch cấp giữ nước ổn định cho khu vực nuôi trồng thủy sản, phát triển đa dạng các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế phù hợp với từng loại hình mặt nước. Trong đó, phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng tại các vùng cơ sở nuôi có điều kiện kết cấu hạ tầng đồng bộ. Về khung lịch thời vụ, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân nuôi trồng thủy sản thả giống sau tiết thanh minh khi thời tiết ổn định. Theo dự báo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, tình trạng xâm nhập mặn ở các khu vực cửa sông ven biển trên địa bàn tỉnh trong năm nay sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm, với khoảng 55 trạm bơm tưới có khả năng bị ảnh hưởng mặn. Ước tính ở các địa phương ven biển trên địa bàn Thanh Hóa sẽ có khoảng 4.770 ha lúa đông xuân có nguy cơ ảnh hưởng do xâm nhập mặn. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho diện tích trồng lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc vùng ven biển và các công ty khai thác các công trình thủy lợi thường xuyên theo dõi lịch thủy triều, mực nước sông và độ mặn ở vùng triều để đóng mở các cống, bơm nước vào kênh, đồng ruộng để tích trữ nước khi chất lượng nước đảm bảo yêu cầu, có biện pháp xử lý nhiễm mặn kịp thời khi xảy ra ở các vùng triều. Vùng tưới thuộc huyện Nga Sơn, vùng đông kênh Xe thuộc huyện Hậu Lộc phối hợp với công ty Bắc Sông Mã chủ động vận hành các trạm bơm cống Phủ 2, Châu Lộc, Thôn Hậu, bơm nước tạo nguồn và trữ nước chống hạn, đồng thời đóng mở cống ở các cửa sông cửa biển hợp lý để giữ nước ngọt, ngăn nước mặn. Những ngày này, bà con nông dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương thu hoạch khoai tây vụ đông xuân. Năm nay, diện tích trồng khoai tây ở Nga Sơn có năng suất tốt, đầu ra lại được đảm bảo do thực hiện liên kết trong sản xuất, nên bà con nông dân rất phấn khởi. Trong vụ đông xuân này, gia đình bà Phạm Thị Thơm ở thôn Bắc Trung, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn trồng 6 sào khoai tây Maraben liên kết với công ty cổ phần quốc tế An Việt. Nhờ được hỗ trợ về giống, hướng dẫn về quy trình kỹ thuật chăm sóc nên cây khoai tây phát triển tốt, năng suất ước đạt 9 tạ một sào. Hiện nay gia đình bà Thơm đang tập trung thu hoạch khoai tây, toàn bộ sản phẩm đều được công ty An Việt thu mua đúng giá trong hợp đồng liên kết. Năm nay sản xuất cây khoai tây thì giá sản lượng là cao. Còn là thu nhập thì công ty mua vậy là giá cả là ổn định, là bà con rất chi là phấn khởi. Năm nay cũng là một năm thành công về cái khoai tây có năng suất cao,
trong cái sản xuất nông nghiệp mà sản xuất liên kết được như thế này thì chúng tôi thấy là có được cái sự phát triển là rất bền vững. Trong vụ đông xuân này, toàn huyện Nga Sơn trồng được gần 200 hecta cây khoai tây, trong đó có trên 160 hecta thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm. Đến thời điểm này, có khoảng 80% diện tích cây khoai tây đã được bà con thu hoạch xong. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp huyện, giống khoai tây Maraben có năng suất đạt bình quân 18 tấn một hecta, còn đối với giống khoai tây Atlantic đạt từ 12 đến 14 tấn một hecta. Với giá thu mua và đầu ra ổn định, nên trong vụ này, bình quân một hecta khoai tây có thể cho thu nhập đạt trên 100 triệu đồng. Làm được lớn ấy, thì nó sẽ như thế là giải quyết được vấn đề về công nghệ, về chăm sóc. Ví dụ công nghệ thì bây giờ cày cơ giới hóa là nó đồng bộ cả, thì nó thuận tiện, nó giảm cái chi phí. Cái thứ hai nó thì như thế là nó giải quyết được cái đầu ra, nó ổn định được giá, nên nó tránh cái tình trạng như thế là được mùa mất giá. Đối với giống khoai tây vàng thì mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Giống khoai tây Atlantic thì năm nay thì do thời tiết thì nó thấp hơn so với yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên là để mà liên kết bền vững thì chỉ có liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm. Như cụ thể như là cây khoai tây thì vẫn là đem lại cái hiệu quả kinh tế so với một số cây trồng khác, và vẫn là cái mong muốn của bà con để mà liên kết trong những năm tiếp theo nó bền vững và hiệu quả. Không chỉ đối với cây khoai tây, hầu hết diện tích cây trồng vụ đông trên địa bàn huyện Nga Sơn đều được liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, hợp tác xã, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Đây là hướng đi cho phát triển nông nghiệp hàng hóa nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách bền vững và tiếp tục được huyện Nga Sơn ưu tiên khuyến khích phát triển trong thời gian tới. Bản tin thời sự xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng ly hôn giữa các cặp vợ chồng trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng. Điều đáng lo ngại là ly hôn ở giới trẻ chiếm tỷ lệ cao trong tổng số án hôn nhân gia đình hàng năm. Theo số liệu của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nếu như năm 2018, toàn tỉnh thụ lý và giải quyết gần 5.800 vụ ly hôn, năm 2019 là trên 5.900 vụ, đến năm 2020 là trên 6.400 vụ. Có thể thấy, số lượng các vụ án ly hôn có xu hướng gia tăng qua từng năm. Đặc biệt, độ tuổi của các cặp vợ chồng ly hôn đang ngày càng trẻ hóa. Rất nhiều trong số đó có tuổi đời chỉ từ 18 đến 30. Nhiều cặp vợ chồng ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn, thậm chí là vài tháng. Cá biệt có những trường hợp chỉ vài ngày sau kết hôn. Theo thống kê của tòa án, nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình chiếm khoảng 70%, bạo lực gia đình chiếm khoảng 3,4%, ma túy cờ bạc khoảng 8,2%, các nguyên nhân khác khoảng 18 đến 20%. Nguyên nhân về cái việc là gia tăng cái này là do cái sự chuyển biến của vấn đề là xã hội nó thay đổi. Nhưng những nguyên nhân mâu thuẫn chính mà đi sâu về cái cặp vợ chồng, những cặp vợ chồng ly hôn thì so với những năm trước đây thì là mâu thuẫn sâu thì lại không mâu sâu. Nhưng chỉ có một vấn đề là hai bên có một quan điểm tư tưởng khác nhau, trái chiều nhau thì là một bên chồng hoặc một bên vợ làm đơn xin ly hôn tại tòa án. Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa là đơn vị giải quyết các vụ ly hôn nhiều nhất so với các địa phương trong tỉnh. Năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa giải quyết 1.009 án hôn nhân gia đình. Trong đó, số cặp vợ chồng có độ tuổi từ 18 đến 30 là 475 vụ việc, chiếm 47%. Chúng ta cũng biết là cái việc mà ly hôn ấy, nó không phải là câu chuyện của cả hai người, của riêng hai người, mà nó là câu chuyện của những cái hệ lụy sau này nữa, đặc biệt là liên quan đến vấn đề con cái, ảnh hưởng tới cái tinh thần, rồi cái tâm lý của các cháu. Và vì thế chúng tôi là những người thẩm phán giải quyết những cái vụ việc hôn nhân ấy, chúng tôi kiên trì hòa giải, đấy, tìm mọi cách để hòa giải, để cho các đương sự có thể về đoàn tụ với nhau và tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân gia đình. Theo các chuyên gia, phần lớn nguyên nhân dẫn tới tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng, đặc biệt với các cặp vợ chồng trẻ là do họ thiếu kỹ năng sống, bước vào cuộc sống hôn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa có sự chuẩn bị về tâm lý, kinh tế, sức khỏe và những hiểu biết cần thiết cho cuộc sống gia đình. Một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng ly hôn gia tăng là do kinh tế khó khăn, nghề nghiệp không ổn định, thu nhập bấp bênh, sinh con sớm khiến vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, không đồng thuận để xây dựng kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái. Trước những khó khăn, áp lực của cuộc sống, càng ngày càng có nhiều chị em phụ nữ chủ động tìm hiểu, học tập, trang bị kiến thức để giữ gìn, xây dựng hạnh phúc gia đình.
Nhiều năm nay, người phụ nữ này vừa sát cánh hỗ trợ chồng xây dựng sự nghiệp, vừa chăm sóc gia đình. Mặc dù vợ chồng rất tâm đầu ý hợp trong kinh doanh, chồng chị là người rất mực yêu thương vợ con, nhưng chị vẫn muốn anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chị đã tìm đến chuyên gia tâm lý, mong nhận được những lời khuyên bổ ích. Hôm nay em đến đây thì em muốn tìm hiểu về tâm sinh lý của người đàn ông để em có những cái phương án hỗ trợ kịp thời cho chồng mình trong con đường sự nghiệp. Em thấy rằng là anh ấy cũng rất là người có trách nhiệm với con cái, vợ con. Nhưng mà em vẫn muốn anh ấy tập trung thêm một chút. Ví dụ như là mình về thì mình có thể là rời xa điện thoại ra hơn để mình tập trung dành thời gian trò chuyện rồi tâm sự với con nhiều hơn. Và có thời gian tâm sự với con thì em sẽ có thời gian khác để mình làm công việc thêm, như là nấu ăn bữa ăn ngon hơn này. Mình tập trung dọn dẹp nhà cửa nó sạch sẽ hơn. Những cái vấn đề mà em chia sẻ và em mong muốn chị hoàn toàn thấu hiểu và cảm nhận được những điều đó. Thì quan trọng nhất đầu tiên là em xác định cho chị là đích của hôn nhân của em là gì. Thứ hai nữa là đích trong công việc. Hai vợ chồng sẽ phát triển cái sự nghiệp nó đi đến như thế nào. Rồi mình sẽ giáo dục con mình như thế nào. Mình muốn thay đổi, muốn cho người khác có sự thay đổi phát triển thì đầu tiên mình phải làm gương em ạ. Nhá. Làm gương, mình là tấm gương phản chiếu của chồng. Và ngược lại chồng cũng thế. Nên người chị quan niệm là người phụ nữ là phong thủy của gia đình. Khi mà chúng ta quan tâm đến bản thân, chúng ta chăm sóc sức khỏe chúng ta tốt, chúng ta làm gương, chúng ta kỷ luật, thì chắc chắn rằng là anh sẽ cảm nhận được những cái điều mà từ sâu lắng trong trái tim mình. Và chị cũng mong rằng là sau cái buổi hôm nay thì chị sẽ có một số cái khóa học để giúp em, là hỗ trợ em các cái công cụ kỹ năng để hôn nhân của em tốt hơn. Dạ, em thấy có được không? Dạ vâng, em rất mong muốn được tham gia. Hơn 3 năm hoạt động tại Thanh Hóa, văn phòng tư vấn tâm lý của chuyên gia tâm lý Thạc sĩ Lê Thị Hương đã trở thành nơi gửi gắm, giải bày những tâm sự băn khoăn, lo lắng và cả niềm vui, nỗi buồn của hàng nghìn phụ nữ về cuộc sống hôn nhân. Vận dụng kiến thức khoa học cùng sự trải nghiệm của bản thân, chị đã thiết kế nhiều chương trình giảng dạy gần gũi, thiết thực, chia sẻ với chị em bí quyết giữ gìn, xây dựng hạnh phúc. Năm 2020, chị được Viện Chính sách Pháp luật và Quản lý thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam vinh danh thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt, nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc với sản phẩm là khóa học bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong quá trình đào tạo và tư vấn tâm lý thì Vera Xuân Hương thấy rằng là hầu hết chị em phụ nữ đều có một khao khát, đó là làm thế nào để ngoài cái việc là phát triển chuyên môn, phát triển kinh tế thì còn là nâng cấp cái gia đình của mình lên, cải tạo sửa chữa để gia đình mình nó trở nên tiến bộ, hòa thuận và hạnh phúc. Chị em tham gia các khóa học rất là đầy đủ. Nếu như mà người phụ nữ hạnh phúc ấy trong chính cái ngôi nhà của mình thì chắc chắn là gia đình sẽ yên ổn. Bởi vì gia đình thì là tế bào của xã hội. Nếu gia đình mà yên ấm hạnh phúc thì xã hội với cơ thể xã hội mới khỏe mạnh được. Mình cũng có gặp được cô Vera Xuân Hương. Mình cũng học hỏi và mình hoàn thiện bản thân từng ngày, làm mới bản thân để vận dụng vào trong hạnh phúc gia đình và hạnh phúc trong sự nghiệp nữa. Hạnh phúc ngày nào thì thời xưa cho đến thời hiện đại thì nó cũng phải tuân theo một cái quy luật nhất định, cái tính chất cần và đủ nhất định. Tức là phải có một gia đình bình yên. Mình phải có những người chồng, những người con, người chồng khỏe mạnh và người con ngoan, thành đạt. Rồi mình cũng có những cái công việc ngoài xã hội nhất định. Ngày nay, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ gặp không ít khó khăn, áp lực về kinh tế, nuôi dạy con cái, vun đắp, giữ gìn hạnh phúc. Nhưng nếu biết chủ động học hỏi và xem những khó khăn là phép thử trong hôn nhân mà mình phải vượt qua, chị em sẽ tìm ra cách để yêu thương và được yêu thương, cách để rút ngắn hành trình đến với hạnh phúc và có được cuộc hôn nhân bền vững. Từ 3 năm nay, phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh do Đoàn Thanh niên, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa tổ chức thực hiện đã từng bước đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trước đây, dưới chân kè đê sông Mã qua địa bàn phường Thiệu Dương thường bị ô nhiễm do một lượng rác thải lớn từ thượng nguồn đổ về và rác thải do một bộ phận người dân địa phương thiếu ý thức xả bừa bãi. Trước tình trạng trên, Đoàn Thanh niên phường đã đề xuất và được Đảng ủy phường đồng ý cho thực hiện mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Theo đó, vào ngày Chủ nhật đầu tiên hàng tháng, các đoàn viên thanh niên sẽ tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải ở khu vực này. Do lượng rác thải nhiều nên đoàn phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng chi đoàn, huy động tối đa lực lượng để hoàn thành công việc. Với sự điều động của Ban chấp hành đoàn phường Thiệu Dương, thì đoàn viên thanh niên chúng tôi cũng tham gia hết sức mình để làm sạch bờ kè và không làm ô nhiễm môi trường
giúp bà con nhân dân nâng cao ý thức để không vứt rác thải bừa bãi. Từ hiệu quả ban đầu, Đoàn Thanh niên Phường Thiệu Dương đã mở rộng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng, những địa bàn thường phát sinh lượng rác thải sinh hoạt lớn. Qua các hoạt động này, không chỉ đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn tạo sự lan tỏa đến người dân, giúp họ thay đổi nhận thức và hành vi, không xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Các hoạt động này thì cũng là cái điều kiện mà chúng tôi thu hút tập hợp thêm đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động về cộng đồng, hướng về cộng đồng. Và trong cái thời gian tới thì ngoài những cái phong trào mà chúng tôi đã duy trì thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều cái hoạt động hướng về cộng đồng hơn nữa, như là chúng tôi tiếp tục cắm thêm biển các cái tuyến đường thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường để nhằm cùng đoàn viên thanh niên trong toàn phường để nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống và cũng như là trách nhiệm của chúng tôi trong việc xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Từ một địa phương có nhiều bức xúc nổi cộm về môi trường, đến nay tình hình vệ sinh môi trường tại phường Thiệu Dương đã có chuyển biến tích cực. Việc tập kết, thu gom và vận chuyển rác thải đã đi vào nề nếp, hiệu quả. Cứ vào chủ nhật đầu tiên hàng tháng, những nam nữ thanh niên trong màu áo xanh tươi trẻ, hăng hái tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường đã trở thành hình ảnh thân thuộc, để lại nhiều cảm mến trong lòng người dân địa phương. Để triển khai thực hiện có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Công an thành phố Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm làm căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân thành phố. Công an thành phố Thanh Hóa thành lập 3 tổ công tác, trong đó có 2 tổ lưu động làm việc tất cả các ngày trong tuần và đến 22 giờ đêm. Phấn đấu mỗi tổ hoàn thành từ 230 đến 250 trường hợp làm căn cước công dân gắn chip điện tử trong một ngày. Địa điểm thực hiện tại trụ sở tiếp nhân dân của Công an thành phố và điểm lưu động tại Công an các phường xã. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cơ quan đơn vị có liên quan đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa ra soát, lập danh sách số người trong diện cấp căn cước công dân, đảm bảo 100% công dân cư trú trên địa bàn có thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất để được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hóa đã kiểm tra xử lý xe ô tô dừng đỗ vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh trên địa bàn. Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, tình trạng dừng đỗ phương tiện sai quy định trên địa bàn đã giảm đáng kể, góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn. Có thể thấy thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông liên tục xảy ra trên nhiều tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa. Bên cạnh việc gia tăng phương tiện thì có thêm một nguyên nhân nữa, đó là tình trạng các chủ phương tiện dừng đỗ xe tràn lan sai quy định. Vì vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thanh Hóa đã tuần tra lưu động trên các tuyến đường. Nếu phát hiện xe ô tô dừng đỗ sai quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông thì lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định đối với trường hợp có mặt tại chỗ. Nếu lái xe không có mặt để lập biên bản vi phạm hành chính, các tổ công tác thông báo bằng loa để người vi phạm đến xử lý, đồng thời sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi lại hình ảnh vi phạm của phương tiện và tiến hành lập biên bản theo mẫu đã ban hành và dán thông báo vi phạm lên kính xe để người vi phạm biết chấp hành. Trong thời gian 3 ngày, kể từ ngày dán thông báo, nếu người vi phạm không đến Công an thành phố để làm việc, thì Công an thành phố Thanh Hóa sẽ gửi yêu cầu tra cứu đến Phòng Cảnh sát Giao thông để tra cứu và trả lời về thông tin của chủ phương tiện vi phạm. Sau đó, gửi thông báo vi phạm về địa chỉ chủ phương tiện. Quá 10 ngày làm việc, nếu người vi phạm không đến Công an thành phố Thanh Hóa để làm việc, thì sẽ làm văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cảnh báo. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch xử lý các phương tiện dừng đỗ trái quy định bằng hình thức xử phạt nguội. Thì qua quá trình thực hiện, thì đã tác động được đến các cái trường hợp vi phạm, bà con nhân dân cơ bản đã chấp hành luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một số phương tiện vẫn chưa chấp hành trong cái việc dừng đỗ đúng quy định. Để thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường xử lý các cái trường hợp vi phạm về dừng đỗ trái quy định bằng hình thức xử lý nguội. Đây là những nguyên nhân gây cản trở giao thông, ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Sau hơn 2 tháng ra quân, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thanh Hóa đã kiểm tra phát hiện, ghi hình, xử phạt 61 xe ô tô dừng đỗ sai quy định, trong đó đã có 21 trường hợp đã đến nộp phạt.
Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.